thân chị thì lâu lâu cũng liên lạc động viên nó đi học lại Có lần trước nhé. em có hỏi nó là giống như là con có muốn đi học lại không? Nếu mà có thì chú cho mẹ mẹ xin cái chuyến á, nhờ mọi người giúp đỡ giùm. Cái nó nói là dạ con muốn học, muốn đi học đó. Cái em mới hỏi là chắc không? Tại vì bây giờ không phải là mẹ với bà ngoại không, bây giờ là mọi người đều giống như là chú Chiến đứng ra nhờ mọi người giúp đỡ vậy á. Thì nó nói là dạ con muốn đi học, mẹ biết lúc nào cũng muốn đi học. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Nay thì Quốc Chiến đi làm về gần cái chỗ chung cư Trần Quốc Thảo nên Quốc Chiến cũng ghé qua để thăm tí già luôn. Thì cũng đã hơn một ngày rồi Quốc Chiến cũng chưa ghé qua để mà xem tình hình như thế nào. Sắp tới thì cũng sẽ triển khai những cái hoạt động để mà có thể giúp đỡ cho bé Huy, tức là anh hai của tí già, để xem mà có được đi học hay không. Thôi bây giờ mọi người theo chân Quốc Chiến để lên xem tí già như thế nào rồi nha. Bà quậy lắm hả? Không được rồi tí ha. Người gì đó mà lườm thườm tí ha. Phải không? Sao? Hôm qua bán vé số mấy giờ vậy chị? Dậy gì sớm. Mà bởi vậy nên ai không tại đi bao chạy ta la nên đi chạy. Đi xe đi giờ trưa thì nó sao đi buổi trưa nắng quá. Qua mấy giờ về? Hôm qua đi ga rồi lúc 7 giờ cái hả nó hỉ phải đi ẩm lên ngược lại đi ra đường lúc mà cái qua bên kia chơi chút bán được mấy tờ cái đi về. Sáng nay có đi không? Chưa. Sáng nay còn nhiêu tờ? Đó còn nguyên cọc nữa. Rồi đi bán đi cho kịp chứ. Có đâu, chút nữa đi là hết rồi. Cái này ốm xuống rồi nè. Ốm hả? Ừ. Nó ốm xuống rồi, nó đen hơn mà nó ốm xuống rồi. Anh thầy. Đấy thầy. Sao tí? Giờ cho mày tắm rồi đi bán hả? Em lụm á. Nằm ngoan quá à. Ảnh người của anh giờ gọn rồi nè, cái bụng nó không có to như mấy đứa nhỏ khác. Đó. Người ta giờ 6 múi phải. Anh cứ nằm mình chơi vậy hả? Dạ. Nãy nó làm gì giờ mặt nghiêm trọng vậy? em đang chửi. Sao đi? Ở đây bà Quỳnh bà có đánh con không? Hai mẹ con ngồi chửi. Hai mẹ con ngồi chửi nhau hả? Trời đất ơi. View nè, sờ view nè. Gì? Ê, chuẩn bị tắm nha, nhẹ nhàng thôi nha. Chị là cái lúc nào cũng mạnh bạo đó. Tôi là thằng nhóc thôi thà. Mà cái này mới đầu nè, em thấy nó xanh lẹ lẹ, em sợ em dám tắm. Không, cái này là uy tín á, thấy nhiều người dùng. Còn không tí? Ngoài đây. Sáng tắm cho nó chưa? Rồi, cho dễ dầu gì giờ này mới cho nó tắm. Nhẹ tay thôi, làm từ tốn thôi. Để nó la bởi làng luôn. Con thích trẻ mà không tắm cho trẻ con đâu có chịu đâu. Con dơ con đâu có chịu. Dơ tí à, tí dơ à, mặt mụn như mặt luôn kìa. Ừ. Bị mũi chích đó. Mũi chích đó. Hôm qua cái chị kia cho em coi cái clip mà cái gì à, ai chửi chứ với ai nó xấu chú Chiến chơi giờ đưa mặt giận của nó lên mặt mắc cường chết. Hôm qua nhắc hôm qua bán được bao nhiêu tờ, tối qua bán được bao nhiêu sao tờ? Mấy tờ
Về sớm hay sao? Dạ. Tự người ta nói đi sườn đó. Lo bán nghe, vậy còn trăm mấy luôn hả? Dạ. Hôm qua trăm mấy cũng bán hết à, 2 tiếng. Nóng quá, ai mua. Nóng quá. Nhìn mẹ kìa, nhìn không chớp luôn á. Nóng quá, ai mua. Ừ, quá, ai mua. Ế luôn, bán ế luôn. Quá à. Tôi hú quá à mẹ ơi, tôi hú quá à mẹ ơi. Mẹ ơi, tôi hú quá à. Mày mua mẹ ơi. Vậy tắm cho tôi, xịt cho thơm cho tôi, mấy người mua mẹ ơi. Tôi mới thơm tho, mới có người mua mẹ ơi. Để tôi hú mày mua mẹ ơi. Mẹ ơi, tôi hú cho mày mua mẹ ơi. Thấy không mẹ? Tôi là hú cho mày mua đó. Hãy thơm, xịt cho thơm vô. Để mày mua, nha không? Bây giờ đi có nhiều người hỏi không? Trời ơi, hôm qua em nói anh vô mời ẩm nít cậy nít. Cái quay qua cái chị kia nói, ê anh tí già, anh tí già, anh tí già. Trời ơi, anh ta lại anh ta mua hết luôn. Vậy hả? Trời giờ này tí già nổi tiếng. Bán như số đỡ khổ à con. Hôm qua cái chị kia chứ nói chuyện nghe thấy thương gì đâu. Nói sao? Chị từ quận 12 chạy lên đây. Chị hả, cầu mong cho gặp em ghê vậy. Lên mà không biết gặp hai mà con không biết sao luôn á. Để gặp được không? Nói lên gặp chơi chai xà bông rồi cho à cái gì vậy? Cái vợ đó. Chị có tâm sự gì không? Chị nói thôi gán đi đừng cái gì. Chị coi cái clip hai mẹ con á, chị khóc quá trời. Nè chị cho cái áo này nè đẹp không? Áo này bự khỏi nóng nè. Đó. Thôi khỏi mang áo đi, mặc tả vậy đi bán thôi cho à. Đẹp tí ha. Đẹp không? Xíu mai cho nó đi. Nè đó, bồi khỏi nóng, che nắng khỏi nóng. Đấy bà, cho người xem cái mặt bà trước khi mặc đồ. Mạnh nha. Ê, tí nha, đứng đây nha. Này, y chang sumo nha, sumo. Đó bà. Sumo. Sumo. Quay. Nhìn mặt. Cơ mặt nghiêm trọng quá. Bà la 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 bà la. Thôi 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 thôi. Ông chọc, ông chọc. Bà chiến cơ cục quá. Sao, không sao. Không chọc tí, không chọc tí, không chọc tí, không chọc tí. Anh tiếng kỳ quá mà, ghẹo tôi mà, tôi bét cho coi. Không hiểu ha, không hiểu là cái gì. Rồi. Không chọc. Đánh ba tiếng nha. Không chọc, không chọc. Đánh ba tiếng nha. Đi gù luôn ha. Đánh ba tiếng nha. Thấy rồi anh, đi gù luôn ha. Đánh ba tiếng. Rồi, đánh đi. Hay quá mày, hay quá. Biết làm vợ đó ha. Biết làm vợ đó ha. Lớn bà lớn mà biết ăn quả. Sao ơi thôi xin lỗi, xin lỗi nha. Trời nó mét á. Mới chọc có chút xíu mà là thể hiện bản tính đó. Dữ dằn cái chưa, không có đùa được ha. Tại giờ mình xỉu. Bữa sau dắt đi cạo đầu ra cho thằng sư cỏ luôn. Không thấy mặt ăn đâu cả. Cái mình sửa che hết rồi. Uống đi con. Uống đi. Đói mà. Vừa đói mà vừa bị chọc thì khóc thôi con ha. Ngon. Uống đi còn đi bán. Con lẹ đi ba, không có ai cầm mãi được đâu. Ngậm hoài, bú đi, bú liền coi. Trễ rồi, bây bán, về còn nghỉ sớm nha. Mua đồ về, về sẵn, mua mấy cái này sẵn nè. Để làm mốt đi thăm cơ Huy. Em mua rau câu về, em bỏ nó vô làm cho đẹp á. À, cái này chị cắt ra hay sao? Không, cái này là mua rau câu, em mua nè, rau câu bịch này nè. À, đây coi nè. Em đổ, em bỏ nó vô. Mới là chị làm, chị đổi cho em một cái nha. Dạ, nhiều quá à. Thả cá vô không? Ha. Là thích cái này lắm hả? Cái khuôn cho em ha. Đây là cho Yên Vi ha. Dạ. Rau câu cò vòng. Ăn nào cho hết. Không, em mua không, em mua này, em mua rau câu em thả nó vô, em làm cho nó đẹp á. Dạ. Em làm
gì trà sữa bỏ này vô nè. Gì? Cái phía sau mình mua nhiều, mình mua ra nó đâu đủ tiền đâu mua nhiều đó. Trà sữa mắc lắm, ly mấy chục ngàn, còn mình mua nhà mình làm. Dạ yeah, ha, tiết kiệm không ha? Tí ha. Mà vậy được cho một bên ăn luôn nữa, đúng không? Nè, chỉ có hai bịch này nè. Kéo vô kính mà. Tại từ nhỏ này được bao nhiêu? Dạ. Nhiều không? Nhiều, nấu ra được mấy cái luôn, mấy cái khuôn bự luôn. Dạ. Giờ đang chưa để bán chiếc tay mua đường nữa. Khi nào làm thì rủ Chiến qua làm hết. Qua chỗ chị Hương làm hả? À, do ở nhà chị Hương làm chị Gọng. Tí ơi, ăn rau câu không? Ngày chưa ăn rau câu rồi. Hôm qua chị bà kia kêu ăn gì cho nó nêm cái cho dễ ăn á. Bà nhét cái chôm cho bọc cái, phụ nhân quá trời. Bữa nay hồi mốt đừng cho ăn chuột chua. Hôm nay chọc là nó khóc dữ lắm các bạn, chọc là nó la dữ lắm chứ nó khóc. Thôi, không là... chọc được nó đâu. Cười dữ lắm mà la cũng dữ. La bể làm bể xóm không? Được chiêu mà. Mà khóc dai nữa. Phải đợi xin lỗi rồi mới hết. Ừ. Uống đi, giờ nó không uống là cứ ngậm không à. Thôi mặc đồ đi học nè, đấy. Mặc đồ làm. Mặc đồ đi học. Đây mặc đồ chưa? Đây, chị đây. Áo rồi. Chồng cái đồ vô. Dạ ha. Sướng rồi, có người tới mà. Biết chị giả tao mặt thật không? Dạ. Cái chị gì đó, chị Châu Ly á. Châu Ly ạ. Dạ. À, có người đi mua vé số rồi tí này. Cảm ơn chú đi tí ơi. Bưng đồ đỏ tươi quá anh. Ui. Thấy không? Chị Quyên. Dạ dạ. Chuyện bé đó đi. Bé lại mời vé số chú đi. Bé đi. Tới tận nhà mua luôn á. Rồi lại mời. Dạ. Chị Châu Ly đó. Dạ. Cảm ơn chú. Thôi được rồi. Cười có ai cười ơi, chú mua nhiều rồi ạ. Cười đi, chú mua nhiều. Nhìn lạ quá, nhìn lạ. Cười rồi. Đó, chưa? Chú mua nhiều là cười à, này. Khôn bà cố luôn. Đừng có lừa lên mạng nha, thầy có chiếc lừa. Kìa đây, chưa? Kìa, cười đi chú mua này kìa. Coi. Cười đi. Cười chú mua nhiều nha. Cười đi. Trời. Khôn thế thôi chứ. Ít thôi, ủng hộ. Cười kìa đó, chưa thấy cười không? Em ơi. Nhìn vô. Đó. À, thầy đem cái số là cười á, chấp chép. Chết trời, bữa nay. Mày hai tờ nha. Dạ. Dạ đi. Lém lại đi. Dạ được rồi. Trời chú cho không hết lại chú lấy con. Nó đi. Chú Hương tí chú lại tới tận nhà mà làm sao mà chú cho không hết nữa mà. Mấy tháng rồi? Dạ 3 tháng rồi. Rồi hỏi tao đi mấy tháng tao đi nó không biết. uống sữa gì vậy? Dạ uống sữa nan chứ. Người kì. Là quay lại quá. Để chung. Tôi là nhóc thơm hòa nha. Trời ơi, đang xin kia sức cực hơn nha ông. Mà chiếc mừng đầu cho con cái sức cực hơn cho con đi chơi. Chiếc mừng đầu cho con cái sức cực hơn quá. Kính thưa các bạn, thì bây giờ thì Tí Già cũng với chị Quỳnh chuẩn bị đi bán vé số. Thì hôm nay mình cũng rất là may mắn khi mà qua là trước cái giờ đi bán vé số luôn. Trễ chút nữa không gặp được rồi ha. Nay là chị Quỳnh với lại bé Tí định đi đâu bán? Dạ hôm nay em vô ga. Cho nó mát. Đúng rồi, vô mát cái là nó đông người hơn. Nhưng vô cẩn thận nha. Dạ. Khẩu trang đeo cẩn thận ra ngoài. Rồi với đợi nón có cái lưới cho Tí nè. Hôm nay Quốc Chiến cũng qua là để báo tin cho chị ha. Là về Huy á. Thì Quốc Chiến đã kết nối được đủ nguồn lực để trước mắt là có thể cho nó đi học. Bây giờ thì Quốc Chiến sẽ qua để gặp bà ngoại.
để hỏi. Nếu mà thực sự là chỉ có khó khăn tài chính thôi á, thì cái việc đó rất là dễ để giải quyết cho nó đi học trở lại. Chỉ cần nó có cái khát vọng đi học, chỉ cần nó thích đi học để thay đổi cuộc sống của nó, thì mọi người sẽ giúp được. Nhưng mà để hỏi xem có khó khăn khác nữa không, có khó khăn về thủ tục hay gì không. Thì những hôm trước cũng chỉ trao đổi với lại Huy, với lại dì Giang cũng như là một số người khác, thì người ta nói là chị nặng về tài chính là chủ yếu. Thì năm học mới cũng sắp bắt đầu rồi, thì Quốc Chiến sẽ qua đó hỏi thăm xem là có gặp cái khó khăn gì nữa không. Bản thân chị thì lâu lâu cũng liên lạc động viên nó đi học lại. Có lần của em có hỏi nó là giống như là con có muốn đi học lại không, nếu mà có thì chúc cho mẹ xin Quốc Chiến nhờ mọi người giúp đỡ giùm. Cái nó nói là dạ con muốn đi học của nó. Cái em mới hỏi là chắc không, tại vì bây giờ không phải là mẹ với bà ngoại không, bây giờ là mọi người đều chú Chiến đứng ra nhờ mọi người giúp đỡ vậy á. Thì nó nói là dạ con muốn đi học, mẹ biết lúc nào cũng muốn đi học quá đó. Như vậy thì Quốc Chiến ngày mai sẽ qua gặp bà Huy để xem nó gặp khó khăn về cái gì để tháo gỡ. Hy vọng là chỉ gặp khó khăn về tài chính không thì nó dễ, còn mà khó khăn về thủ tục thì chắc là nó sẽ rắc rối hơn. Nhưng mà sẽ cố gắng hết sức để cho ông Huy con chị được đi học. Cái điều này đó thì lại một lần nữa thêm cái gánh nặng cho chị, trách nhiệm của chị phải lớn hơn nữa. Chị thấy rồi đó, khi mà Quốc Chiến làm cái công việc này không phải để giúp chị mà giúp những người con của chị, và nó cũng là vô tình là giúp chị thôi. Nếu mà một mình chị là không bao giờ Quốc Chiến giúp cả nha. Chính vì vậy chị đừng có bao giờ đánh mất cơ hội của mình cũng như là mấy đứa nhỏ. Hãy suy nghĩ nhiều lên. Qua đi con, qua đi. Nếu mà chị đánh mất cơ hội thì không chỉ chị mà là những đứa nhỏ đều bị mất cơ hội. Cả bé Tí nè, bé Yến Vi nè, rồi bé Bin nè, cả mẹ chị nữa. Bây giờ nói chung là cơ hội nó đến thì rất là hiếm hoi, phải biết nắm bắt, phải biết thay đổi sao cho nó phù hợp nha. Lúc nào chị làm bất cứ cái việc gì hãy suy nghĩ về con, về mẹ của chị. Nếu như chị làm sai thì nó không chỉ ảnh hưởng tới một mình chị như ngày xưa nữa, mà nó sẽ ảnh hưởng tới số phận của các con của chị. Điều là con Huy có được đi học tiếp hay không, nó có nên người hay không, rồi bé Tí có được lớn lên hay không, có được chữa bệnh hay không, ANV có được trở về nhà hay không. Tất cả nó sẽ phụ thuộc vào cái sự nỗ lực của chị. Chính vì vậy, bây giờ chị làm bất cứ cái công việc gì hãy suy nghĩ về con nhiều lên nha. Đó là những gì mà Quốc Chiến chia sẻ và rất là thật lòng mà Quốc Chiến muốn nói với chị trong suốt quá trình luôn. Tức là chỉ cần một cái hành động của chị làm sai, nếu mà chị không nỗ lực để sửa sai thì ảnh hưởng không chỉ tới chị mà tới các con của chị nữa nha. Vì thế là phải nỗ lực, đừng có để mọi người thất vọng nghe. Thôi giờ chuẩn bị lên đường, báo vé số không là trễ rồi. Anh cảm ơn. Giờ sao qua ga? Qua ga xa không? Chắc không xa, hay như là lên đường Nguyễn Thông này chứ đâu. Dạ, bởi vậy nên chạy gần gần à. Qua ga là đúng rồi, chỗ này bán cái số là có ga Sài Gòn á, và khách nó tới mỗi ngày. Ê, người quen thì chị ủng hộ được một lúc nào đó thôi. Bởi vậy nên nhiều khi hỏi mấy người trong chùa Biên hỏi sao mày không vô. Ông ngoại vô thì được rồi, nhưng được mà chơi thôi, chứ đừng có bán hoài đó. Dạ, nha, cũng tội người ta. Vô ghé đi cho anh, tầm 5 chút rồi đi à. Ừ. Chứ vô đâu có hỏi số đâu. Ta nói đâu như số đâu, em mới đưa thôi. Chứ không thôi, kỳ lắm. Ta thương, ta mua thì ấy, ta biết người ta như số mà. Ôi, Quốc Chiến kìa, trời ơi, cưng lắm á, Tí Già. Dưới nhà có fan của Tí Già luôn nè. Ê, kìa, bà Chiến kìa. Chiều tới đi bán về là bắt đầu bán qua ổng Tí Già dùm. Dạ. Yeah. Bà Chiến kìa. Dễ thương quá. Cứ thấy chị về á, là thấy em về á là bắt đầu qua ổng. Cười cái bài con, cười với bà coi. Đang quê ngủ. Cưng lắm à, bán bao hết về ăn. Thôi, đi bán, lên đường đi. Đó, thấy tấm biển này chưa? Mọi người dừng luôn cái tấm biển này đó. Tấm biển này đã lâu lắm rồi, ngay chỗ để chị để xe luôn á. Này thấy nó đen hơn mà nó ốm hơn á. Bởi vậy nên che này lại nè. Bán sớm cho nó về sớm nha. Dạ. Cái nón nó đổ mồ hôi quá em không dám đội. Đổ này đi tiên. Bà nội bà ảnh không?
Cảm ơn cô. Cô đang nổi tiếng luôn. Đẹp luôn lên quá. Anh về đâu rồi? Anh về cẩn thận nha. Dạ anh cảm ơn anh nhiều. Dạ. Anh về em đưa số. Sao tự nhiên quen vậy? Giúp hôm nào trên nhà rồi, hai người là thôi. Cảm ơn cô, hôm nào. Trời ơi, mỗi lần đi học là đi bán là ngủ quá. Cứ nói leo lên xe đạp là ngủ. Rồi cũng biết điều á. Kiểu như là cũng thương mẹ ha, không có quậy. Đi bán là không có quậy. Bởi vậy người ta hỏi sao chạy dữ vậy. Trời nó có ấy đâu, nó thích đâu nó ngủ. Bye bye. Vậy nè. Với số ơi. À đấy, à, cô thấy sao cơ? Thấy tí thì sao? Đi bán thì sao? Thì nói chung mà thấy không, đó là nó nói là một cái niềm vui của người ta đó chứ. Dạ. Thấy chưa? Nó rất là khổ, không phải là sung sướng đâu. Nhưng mà như ta vậy, người ta cũng là một cái niềm vui của người ta đó. Kiểu như là được lao động ha, kiếm tiền chân chính. Ta nói là lao động là vinh quang, mà lang thang là chết đói không. Bây giờ mà đi ra mình cũng kiếm được trăm mấy, 200. Đó không? Cũng đủ rồi con, mà còn có nhiều người ta cho tiền đó rồi. Dạ. Ta thương. Không giống như là một đứa con mà cứ khóc lên mà nằm vậy chưa kể đâu nha. Của họ về mới sanh ra kìa, má ơi bọn đạp đây chiếc xe đạp ra tới Hùng Dương má bộ rồi bỏ vô cái nôi nhỏ vậy nè, coi mà chụp lên cái nôi vậy đó chứ bây giờ là đỡ rồi đó. Giờ đỡ nhiều đó. Má ơi lại chúa tôi thôi thì mình không có can đảm làm vậy đâu, nói thiệt luôn. Dạ, nhưng mà chắc là mình rơi vào cái thế nào thì mình cũng phải như vậy người ta thôi. Cũng chịu thôi, nhưng dạ. Mà mình chắc là bỏ mình nhỏ lên cái vỏ một chút vậy. Vậy mà bả cũng là đồ niềm vui đó, thấy không? Mà cái con em bé thì nó bị bệnh đó rồi. Nó đâu phải nó được bình thường đâu. Nó có bị bệnh đó. Nó tròn trịa, nó mau lớn lắm mùi ơi. Hồi nó bỏ bộ lông một lớp gì mà mau lớn lắm. Dạ. Hồi xưa là bỏ đi cái vỏ xe đạp hả? Ừ, bỏ trên cái đầu vỏ. Bỏ không phải, bỏ vô cái nôi. Bỏ lên cái nồi xong rồi cái bả có sợi dây nào bả chùm vô cái cần cổ của bả. Rồi bả để lên cái rồi ta bả đạp đi ra tới ngoài kia luôn. Nói chung là ra bệnh viện Hồng Dương. Bả bán cái gì ngoài đó đó. Bán giày bán. Tối bả đạp về. Dạ. Chúa tôi. Nói chung là mỗi người một hoàn cảnh ha. Nhưng mà người ta cũng có cái sự lạc quan. Bả chắc cũng người ta thấy người ta cũng động lòng và tại vì đó là cái niềm vui của bả. Dạ. Cảm ơn hai cô ha. Chúc hai cậu buổi trưa vui vẻ.